Anh thật tàn nhẫn. Chỉ vì cô ta mà anh lỡ phủi bỏ tình cảm của chúng mình từng vun đắp suốt 5 năm qua ư? Donna à, con người bội bạc đó đâu đáng để cậu phải khổ tâm như vậy đâu. Cậu hãy nghĩ thoáng ra một chút. Chỉ là trở về thời kỳ độc thân thôi mà, có gì lạ lẫm lắm đâu. Thôi nào, suy cho cùng, yêu sai người chẳng thà không yêu còn hơn. Phải làm sao thì cậu mới thoát khỏi cảm xúc tồi tệ này đây? Hay là cậu thử bước vào một mối quan hệ mới đi, biết đâu sẽ tốt hơn. Hình như hạnh phúc bỏ quên tớ rồi phải không anh Ma? Giờ nhìn đâu tớ chỉ toàn thấy màu u tối. Tớ biết có cửa hàng này đặc biệt lắm, có thể giúp được cậu đấy. Đó, hay là cậu thử đi xem sao, có khi nó sẽ giúp cậu vượt qua khoảng thời gian trống trải này. Tớ nghe nói dịch vụ này đang được giới trẻ ưa chuộng lắm nè. Cảm ơn cô đã tin tưởng đến với cửa hàng cho thuê hạnh phúc. Không biết cô đã tham khảo gói dịch vụ nào của chúng tôi rồi ạ? Tôi cũng có tham khảo qua nhưng chưa được rõ lắm. Thời hạn và hiệu quả của các gói dịch vụ hạnh phúc cụ thể thế nào vậy chị? Chị có thể giải thích rõ hơn giúp tôi được không? Vâng, vậy tôi xin phép giới thiệu qua với cô nhé. Đầu tiên là gói dịch vụ hạnh phúc có thời hạn 1 tuần. Đây là gói có chi phí thấp nhất. Gói này thường chỉ những ai tò mò về dịch vụ sẽ thuê thôi cô ạ. Còn đây là gói dịch vụ có thời hạn sử dụng 1 tháng. Vì thế, chi phí của gói này cũng sẽ đắt hơn. Tuy nhiên lại được đa số khách hàng lựa chọn vì thời gian vừa đủ để họ trải nghiệm. Thế còn gói thứ 3 thì sao vậy chị? Chắc hiệu quả tuyệt vời lắm phải không? Đúng vậy đó cô. Gói này có thời hạn 1 năm. Nhưng cũng vì thế, mọi người cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng dịch vụ hay không. Bởi vì nó rất dễ khiến người dùng bị nghiện và phụ thuộc đó. Hiện tại cửa hàng có 3 gói dịch vụ thuê hạnh phúc mà tôi vừa giới thiệu. Không biết cô có ưng gói nào không để tôi tư vấn kỹ hơn ạ? Nói chung, mỗi gói dịch vụ sẽ có những ưu điểm riêng. Chi phí gói dịch vụ này thì thế nào vậy chị? Chắc cô chưa biết. Chi phí dịch vụ ở cửa hàng chúng tôi không tính bằng tiền mà được tính bằng thanh xuân. Cụ thể, để trả cho gói 1 tuần thì cô phải đánh đổi bằng 5 năm thanh xuân. Với gói 1 tháng sẽ phải trả bằng 10 năm thanh xuân. Và với gói 1 năm thì giá sẽ cao hơn, tương đương 20 năm thanh xuân cô ạ. Thuê hạnh phúc bằng thanh xuân, cái giá này chẳng phải quá đắt hay sao? Tôi có nghe nhầm không vậy? Làm gì có ai đánh đổi thanh xuân chứ? Cô có biết là có người phải dành cả cuộc đời để đi tìm hạnh phúc. Thậm chí có người còn bất chấp tất cả chỉ để có được một ngày hạnh phúc. Còn cô chỉ cần bỏ ra 5-10 năm thanh xuân để có nó. Vậy mà cô còn đắn đo sao? Thôi được rồi, tôi sẽ thử thuê gói 1 tháng. Sau đó nếu hài lòng, có thể tôi sẽ gia hạn thêm hoặc thuê luôn gói 1 năm. Cô yên tâm, chắc chắn dịch vụ của chúng tôi sẽ không khiến cô phải thất vọng đâu. Mời cô ra quầy để tôi làm hóa đơn ạ. Chờ tôi với, cho tôi đi cùng với ạ. Cô có sao không? Làm gì mà tay xách nách mang thế? Có cần tôi bê giúp không? Cảm ơn anh. Tôi không sao. Chỉ là một chiếc thùng nhỏ thôi, tôi bê được. Cô Donna, hôm nay cô có gì vui đúng không? Mặt cô đỏ hết cả rồi. Tôi quả thực từ ngày vào công ty tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô yêu đời như vậy đó. Cứ thế mà phát huy nhé. Nhìn lúc cô cười, đôi mắt to tròn của cô cuốn hút lắm đấy. Tớ có nhìn nhầm không vậy? Hay tớ vừa bỏ lỡ chuyện gì sao? Cô gái hàng ngày ủ rũ, chán chường đâu rồi? Sao tự dưng có người yêu đời bất thường thế kia? Ồ, thế này, chắc không cần tới dịch vụ thuê hạnh phúc nữa rồi nhỉ? Tớ vừa thuê rồi đây, tuy hơi đắt một chút, nhưng cũng đáng vì chưa khui hàng.
nhưng đã có hiệu quả rồi. Cảm ơn cậu nhiều anh Ma, vì đã giới thiệu cho tớ một dịch vụ quá tuyệt vời. Đây á, cho tớ xem ké với, tò mò ghê. Tưởng nói chơi, ai ngờ cậu lại thuê thật à. Wow, trước giờ tớ cứ nghĩ những thứ này chỉ có trong phim truyện. Không ngờ hôm nay được chứng kiến nó ngay ngoài đời thực đấy. Thế từ lúc sử dụng, cậu thấy thế nào rồi? Tuyệt như nào? Kể tớ nghe đi. Bầu trời của tớ không còn xám xịt ảm đạm nữa. Tớ đã dần cảm nhận được tình yêu đang đến với tớ rồi. Chỉ với chạm tay khi nãy cũng làm tớ rung động. Phải thế chứ, luôn mỉm cười, hạnh phúc sẽ tới. Từ giờ, chiếc hộp này sẽ luôn đi theo tớ. Jonah, cô làm ăn kiểu gì vậy? Nhắm không làm được thì viết đơn xin nghỉ đi. Tôi bỏ tiền ra trả lương cho các cô không phải để nhận về những sản phẩm tồi tệ như thế này. Cô nhìn xem, mấy cái gạch đầu dòng như thế này mà cô cũng cho đó là bản kế hoạch sao? Nếu không nhờ cô Tracy xem lại, tôi cứ gửi bản này cho khách hàng thì danh dự và uy tín của công ty sẽ như thế nào, cô biết không? Donna à, mệt thì về nghỉ ngơi đi, đừng cố quá, không khéo lại đổ bệnh thì khổ. Dạo này tôi thấy cậu xanh xao quá rồi đấy, nhìn lúc nào cũng như người vừa ốm vậy đó. Đừng ý còn trẻ mà chủ quan, kẻo có ngày hối không kịp đâu. Biết là vậy, nhưng sáng mai mình phải nộp bản kế hoạch cho sếp rồi, nên phải cố thôi. Vậy cậu ráng làm nốt rồi yên tâm về nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa tận tay sếp cho. Nhưng mà sếp... Trời, có gì đâu mà cậu lo. Cậu mà cứ lao lực thế này thì sẽ gục trước khi được ký hợp đồng đấy. Thôi, nghe mình, sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì không làm được việc gì đâu. Dự án này tôi sẽ chuyển sang để cô Tracy phụ trách. Cô hãy dành thời gian này để kiểm điểm lại thái độ làm việc của mình đi. Nếu sự việc này còn xảy ra thêm một lần nữa thì tôi sẽ không nhắc nhở nhẹ nhàng như thế này đâu. Rõ ràng là hôm ấy, chẳng lẽ cô ấy muốn chơi xấu mình sao? Vừa đóng lại chiếc hộp lại có chuyện không hay rồi. Thế giới này thật phức tạp, đúng là không thể không có chiếc hộp này bên cạnh. Donna, bản kế hoạch lần này của cô rất tuyệt, được khách hàng đánh giá rất cao. Và cô nhìn xem, họ đã đồng ý ký hợp đồng với chúng ta rồi đó. Tổng kết quý này chắc chắn cô sẽ có thưởng lớn đó. Thật thế sao giám đốc? Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm. Được rồi, cố gắng phát huy nha. Tôi tin với năng lực và tinh thần làm việc như thế này, cô sẽ còn nhiều cơ hội thăng tiến. Khách hàng cậu giới thiệu cho mình vừa ký hợp đồng, nên hôm nay tôi sẽ mời cậu một bữa linh đình để thay lời cảm ơn. Không được từ chối đâu nhé. Nào, cậu thích ăn món gì? Để mình đặt bàn, tan ca là chúng ta tới đó luôn. Rồi rồi, tôi sẽ không từ chối đâu. Cậu đừng khách sáo thế, chúng mình là đồng nghiệp mà. Donna, cậu sao thế? Sao nói chuyện một mình vậy? Đài đang đợi cậu kia kìa. Cho phép anh mời em đi ăn tối nhé. Chiếc hộp thật hữu dụng, mình cảm nhận được hương vị hạnh phúc. Mình cứ ngỡ rằng hạnh phúc đã bỏ rơi mình từ lâu. Thật không ngờ lại có giây phút tuyệt vời này. Donna, cậu vẫn ổn chứ? Tại sao trông cậu ngày càng tiều tụy, già nua thế này? Có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Sao mấy nay cậu không đi làm? Cậu không được khỏe trong người sao? Hay là để chiều tan ca, mình chở cậu đi khám xem sao nhé? Cậu đừng lo, tớ không sao cả. Đó chỉ là cái giá mà tớ đánh đổi để có hạnh phúc thôi mà. 10 năm thanh xuân thôi, chứ có gì to tát đâu. Nhưng rõ ràng, tớ thấy hình ảnh tớ đi làm siêng năng và được phần thưởng nhân viên ưu tú mà. Cái gì? Cậu điên rồi sao? Hóa ra dịch vụ này đang tạo cho cậu những hình ảnh đẹp để cậu tự mãn và thấy hạnh phúc đấy. Tỉnh lại đi Donna, cảm giác ấy không có thật đâu. Cậu đang đánh đổi chính là thanh xuân của cậu đấy. Cậu có biết thanh xuân quý giá đến nhường nào không? Tại sao cậu lỡ? Cậu mau đi thanh lý cái dịch vụ vớ vẩn này đi. Nó đã lấy mất thanh xuân, lấy mất tuổi trẻ của cậu.
Vậy mà cậu vẫn cho chính nó đã mang lại cho cậu hạnh phúc sao? Donna, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi. Sao rồi ạ? Anh ấy không sao chứ đúng không ạ? Tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều, lại tổn thương phần mềm, nên chỉ khi cậu ấy tỉnh lại thì chúng ta mới yên tâm được. Không thể nào, không thể nào. Tại sao đến giờ anh vẫn chưa chịu tỉnh hả đây? Anh có biết em lo cho anh như thế nào không hả? Anh mau tỉnh đi chứ, sao anh lười vậy hả? Tình hình sao rồi? Đại vẫn chưa tỉnh à? Tại sao tớ đã đánh đổi 20 năm thanh xuân mà lúc này vẫn không thể hạnh phúc được hả anh ma? Bởi vì hạnh phúc của cậu đang nằm ở đây, chứ không phải chiếc hộp đánh đổi kia. Bây giờ cậu có cảm giác rằng dù ôm chiếc hộp trên tay, lòng cậu vẫn lo lắng và bất an không? Chính đài mới thực sự là hạnh phúc của cậu. Donna. Đài, em đây, em đây, anh tỉnh rồi sao? Donna, anh yêu em. Bây giờ thì em đã hiểu, hóa ra hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Bản thân mình cảm nhận, chứ không phụ thuộc vào một dịch vụ nào đó. Quà của ngoại. Mẹ cho con gửi cháu mấy hôm, khi nào thu xếp xong công việc con sẽ lên đón cháu. Con cứ để cháu ở đây chơi với mẹ, cứ yên tâm mà lo công việc đi ha. Con phải nghe lời bà, không được vời vĩnh nghe chưa? Dạ. Qua, nhiều món ngon quá ngoại ơi. Ở quê con chả bao giờ được ăn những món thế này. ăn nhiều vào nhé, rồi bà dẫn đi chơi phố. Tuyệt quá, hoan hô ngoại. Thích quá ngoại ơi, chưa bao giờ con được mua nhiều đồ thế này. Nếu con thích, ngày mai ngoại sẽ dẫn con đi tiếp, chịu không? Dạ, chịu. Ôi, chiếc mũ đẹp quá. Ngoại, ngoại ơi. Gì thế con? Dạ, không ạ. Sáng giờ ngoại mua cho mình nhiều thứ lắm rồi. Mình mà đòi nữa, ngoại sẽ không vui đâu. Thôi vậy. Vậy mình về nha con. Dạ. Sao thế con? Cơm không ngon. Mình ơi. Dạ không. Cơm ngon lắm ơi. Mình mà đổ chiếc mũ đó thì đồng ý bán cha đâu. Hàng chỉ có lát mắt. Nhưng ba đã dặn không được vòi vĩnh. Ngoại mà mét ba thì từ sau mình sẽ không được lên chơi với ngoại nữa. Hay là mình lấy có một đồng, chắc ngoại không biết đâu. Mình sẽ nói là tiền ba cho. Cô ơi, cho cháu mua chiếc mũ nơ hồng ạ. Hết rồi cháu à? Sao ạ? Hết rồi ạ? Sáng nay có người vừa mua chiếc cuối cùng rồi. Sao số mình xui thế? Tâm về rồi ha con, chờ ngoại chút. Dạ. Vừa sáng ngủ dậy đã đi đâu thế? Ngoại có cái này cho con nè. Gì thế hả? Ôi, chiếc mũ này. Sao, đúng chiếc mũ con thích phải không? Vâng ạ, sao ngoại biết tài thế? Hôm qua, nhìn thái độ của con là ngoại đoán ra ngay. Lần sau thích cái gì thì cứ nói với ngoại, không phải sợ đâu nha. Hoan hô ngoại, ngoại thật tuyệt vời.
Sao thế con? Phải, con không xứng đáng nhận chiếc mũ này. Sao lại không xứng đáng? Con thích chiếc mũ, nhưng không dám xin ngoại vì sợ ngoại mắng. Con đã lén lấy trộm tiền của ngoại. Con ngoại ơi, con gửi ngoại, con xin lỗi, ngoại tha lỗi cho con nha. Thật ra ngoại đã biết hết mọi chuyện rồi. Sao ạ? Đêm qua con thức dậy làm gì, ngoại biết hết. Thế sao ngoại không trách phạt con? Ngoại còn mua quà cho con nữa. Trách phạt con ư? Ngoại muốn con nhận ra lỗi và sửa chữa lỗi lầm, thế mới quan trọng, chứ trách phạt con nói làm gì. Và ngoại đã chờ con làm điều đó. Con đã không làm ngoại thất vọng. Ngoại, con sai rồi. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Con cảm ơn ngoại. Ngoan, ngoan lắm. Gió mùa ngang qua phố. Mày đến ngay đây. Ừ. À, mày đến rồi kìa. Chúc mừng sinh nhật nhé. Cảm ơn mọi người. Sinh nhật năm nay ông xã cũng không tổ chức gì cho cậu sao? Ôi dào, tổ chức rườm rà cũng chỉ tốn thời gian thôi. Với cái này, ngày nào cũng là ngày sinh nhật của mình hết. Ừ đúng, nhà có điều kiện suốt ngày được mua sắm thỏa thích thì ngày nào chả là ngày sinh nhật. Nhất cậu đấy, có được ông chồng tốt thế chứ. Ừ, cũng tạm tạm. Chủ yếu là có tấm thẻ không bao giờ cạn là được. Chẳng cần gì hơn nữa. Đúng, chúc mừng Mai tốt số. Cảm ơn mọi người, về cẩn thận nha. Cô kéo cửa kính lên cho đỡ gió. Hôm nay dự báo thời tiết có gió mùa về rồi đấy. Gió mùa về rồi sao? Đến đầu phố chú cho tôi xuống nhé. Tôi muốn tự đi bộ về nhà. À, được ạ. Kính chào quý khách. Lấy cho tôi chiếc khăn kia. Chị thật tinh quá. Đây là mẫu mới vừa mới về. Chỉ cửa hàng này mới có thôi đấy ạ. Của quý khách 800 ngàn ạ. Quẹt thẻ giúp tôi. Vậy là mình đã có quà sinh nhật đón gió mùa rồi. Cháu mới về đấy à? Sao hôm nay lại đi bộ thế kia? Vâng ạ, cháu chào cô. Ồ, xem kìa, chiếc khăn của cháu chẳng phải rất giống của cô sao? Dạ, đúng là giống. Chẳng phải cháu cũng mua ở cửa hàng thời trang Lamy đấy chứ? Chú nhà cô bảo chiếc khăn này giảm giá còn có 200 ngàn, nên mua cho cô đấy. Hàng giảm giá? Chứ sao, nhà cô đâu có điều kiện mà mua đồ đắt. Thôi cô vào nhà đã, hôm nay dự báo có gió mùa về, phải nấu món gì nóng nóng, để chú về ăn cho ấm bụng mới được. Hàng giảm giá, thế mà nhân viên ở đấy dám bảo với mình là hàng mới về. Lại còn bán cho mình 800 ngàn nữa chứ. Sao cô bảo đây là hàng mới về? Nó chỉ là đồ giảm giá phải không? Đây là hàng mới về ạ. Cô đừng có nói dối nữa. Rõ là cũng chiếc khăn này, hàng xóm nhà tôi cũng mua ở đây có giá 200 ngàn, là vì hàng giảm giá cơ mà. Tôi hiểu rồi. Hàng xóm của chị có phải là chú làm bảo vệ? Sáng sáng hai vợ chồng cô chú đều đi bộ đi làm cùng nhau. Và cô ấy thường xách cái làn hồng để cơm cho chú phải không ạ? Ừ, đúng. Là vợ chồng cô Xuân. Vậy là cô cũng thừa nhận rồi nhé. Vâng, trưa nay chú ấy đến đây mua chiếc khăn. Và tôi đã nói nó được giảm giá còn 200 ngàn. Dù thực chất giá của nó là 800 ngàn ạ. Là sao? Chẳng là hàng ngày, nhìn thấy vợ chồng chú ấy bên nhau, tình cảm tôi rất ngưỡng mộ. Khi tôi khoác chiếc khăn mới này cho Mona Canh, chú ấy cứ đứng ngắm nghía và đắn đo. Rồi tình cờ biết chuyện, nhà chú ấy từ trước vốn chỉ dùng đồ cũ. Chú ấy muốn một lần mua khăn mới cho vợ trước khi gió mùa về. Thế nên khi đến mua, tất cả tiền dành dụm trong ví, tính đến cả đồng lẻ cuối cùng, chỉ có 200 ngàn thôi. Chú ơi, chiếc khăn này 200 ngàn ạ. Vậy nên tôi đã bù thêm tiền của mình
để bán cho chú ấy chiếc khăn đó với giá 200 ngàn. Sự thật là như thế chị ạ. Tôi cũng biết là với vợ chồng cô chú ấy, nếu không có chiếc khăn, họ cũng sẽ chẳng bị lạnh vì gió mùa đâu. Tình cảm chân thành của họ dành cho nhau đã đủ khiến trái tim họ luôn ấm áp rồi. Tôi hiểu rồi. Sinh nhật năm nay ông xã cũng không tổ chức gì cho cậu sao? Anh à, lâu nay vợ chồng mình không ăn tối cùng nhau. Tối mai mình cùng đi ăn nhà hàng nhé. Nhưng mai anh đi công tác từ sáng rồi. Đi từ sáng? Hôm nay em sao vậy? Em cũng biết là anh rất bận mà. Nhưng mai là sinh nhật của em, anh quên rồi sao? Ừ thì em cầm thẻ mua gì đó mình thích đi. Chẳng phải em rất thích mua sắm đó sao? Em cứ mua sắm thoải mái đi. Anh có bao giờ để em thiếu thốn gì đâu. Giờ mình cũng đâu còn là cái thời hẹn hò yêu đương nữa. Bày vẽ làm gì em? Phải chăng trước nay mình ở chỗ quá rộng và trống rỗng, đến mức không nhìn ra những điều nhỏ bé ấm áp ở ngay kia. Vậy nên mới từng nghĩ mọi chân tình đều sẽ phôi pha theo thời gian. Đúng là con người ta lạnh lẽo không phải bởi gió mùa về, cái lạnh ở trong tim mới khiến người ta buốt giá nhất. Khỉ con kết bạn. Ôi, Pháp Sư Hổ, là anh thật sao? Trời ơi, anh đến tận đây thăm tôi mừng quá, tốt quá. À, khỉ con, đây Pháp Sư Hổ là bạn thân chí cốt của ta từ thời còn học trong trường phép thuật đó. Con mau chào bác đi. Cháu chào bác Pháp Sư Hổ ạ. Ừ, chào cháu khỉ con, cháu ngoan lắm. Hồi đó, anh vì bao che cho tôi mà chịu phạt, phải đứng một chân trong hỏa bình. Nghĩ lại giờ vẫn thấy mình thật đáng trách. Có gì đâu, thời trẻ ai chẳng hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ. Nhưng điều quan trọng là anh em mình hoạn nạn luôn có nhau. Đó chính là điều còn lại đáng quý nhất. Ơi, tình bạn của các thầy thật là tuyệt. Giá mà mình có tình bạn như thế thì tốt biết bao. À, mình sẽ đi tìm một tình bạn tuyệt vời như thế. Khỉ con, đi đâu thế? Dạ, con đang ngoài chơi với các bạn một lát ạ. Được rồi, nhưng nhớ không được dùng phép thuật bừa bãi nghe chưa? Dạ. Ơi, là bạn thỏ trắng. Mình rất thích bạn ấy. Mình sẽ kết thân với bạn ấy. Chào bạn thỏ trắng. Chào khỉ con, thỏ trắng ơi. Thỏ trắng, tớ vừa tìm được củ cà rốt này ngon lắm. Cậu vừa ốm vậy, mau ăn đi cho khỏe. Ôi, thỏ nâu, cậu tốt với tớ quá. Có bạn thân đúng là tốt thật. Này, về nhà tớ đi, nhà tớ có nhiều mía ngon lắm. À, cảm ơn khỉ con, nhưng bọn tớ không thích ăn mía lắm. Tớ cũng vậy, tớ không quen ăn món đó. Thôi, bọn tớ đi đi, hẹn gặp lại cậu nha. Thỏ nâu thật quá đáng. Cậu ta cố tình không cho mình làm thân với thỏ trắng. Được lắm. Hai cậu ơi, tớ bảo nè. Gì vậy khỉ con? Này, cậu vừa làm gì thế khỉ con? À, tớ có làm gì đâu. Khỉ con, tớ quý bạn nhất. Chúng ta đi chơi cùng nhau đi. Ba chúng ta cùng đi. Nhưng tớ không thích bạn. Cậu đi chỗ khác chơi đi. Chúng ta đi thôi khỉ con. Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Thế còn thỏ nâu thì sao? Thỏ nâu ư? Tớ ghét cậu ta lắm. Đừng nhắc tới cậu ấy nữa. Khỉ con ơi, khỉ con, trò đâu rồi? Thỏ nâu,
cháu thấy khỉ con ở đâu không? Dạ, bạn ấy đi với thỏ trắng đằng kia. Sao cháu buồn thế? Có chuyện gì với cháu à? Cháu bị thỏ trắng ghét rồi. Chúng cháu vốn là bạn rất thân. Không hiểu sao, lúc nãy gặp bạn khỉ con, thỏ trắng bỗng trở nên ghét bỏ cháu. Bạn ấy chỉ thích bạn khỉ con thôi. Nhất định là trò của khỉ con rồi. Bác hiểu chuyện gì rồi, cháu đừng buồn nữa. Đi cùng bác tìm thỏ trắng và khỉ con nhé. Dạ. Làm bạn với tớ thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy buồn. Tớ cũng thấy thế. Khỉ con. Ôi, thầy, có việc gì sao ạ? Con làm gì với thỏ trắng vậy hả? Có biết đó là một việc làm xấu không? Dạ, con có làm gì đâu. Thưa Pháp Sư Gấu, sao người lại mắng khỉ con? Có gì hãy mắng cháu đây. Khỉ con, sao tớ lại ngồi với cậu nhỉ? Hôm nay tớ có hẹn với thỏ nâu cơ mà. Ôi, tớ phải đi tìm thỏ nâu thôi. Ôi, thỏ nâu, cậu đây rồi. Cậu chờ tớ lâu chưa? Nói ta nghe, tại sao con lại dùng phép biến thỏ trắng thích con và ghét bạn thỏ nâu? Dạ, con... Tại con thích chơi với bạn thỏ trắng, nhưng bạn ấy chỉ thân với bạn thỏ nâu, nên con... Khỉ con, cậu vừa làm vậy thật sao? Con sai rồi. Tình bạn chân chính xây dựng từ sự chân tình và tình cảm thật sự. Nó được thử thách qua thời gian và khó khăn, trở ngại. Còn con dùng phép thuật để có được tình bạn thì con sẽ không bao giờ có được một tình bạn lâu bền. Con chưa hiểu được ý nghĩa của tình bạn thì con cũng chẳng bao giờ có niềm vui và sự sẻ chia thật sự, con biết không? Đúng đó khỉ con. Tớ nghĩ cậu nên hiểu kỹ hơn thế nào là tình bạn. Thôi, chúng ta đi thôi. Ta tin giờ con đã hiểu được tình bạn là như thế nào rồi, đúng không? Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ không bao giờ dùng phép thuật làm chuyện này nữa ạ. Con à, nếu như con thật sự quý mến người bạn nào đó, con hãy dành sự quan tâm, chia sẻ chân thành đến họ. Hãy trò chuyện nhiều hơn với họ. Dần dần tình bạn sẽ lớn lên và sẽ thành tình bạn thân thiết. Con hiểu chứ? Vâng, con hiểu rồi, thưa thầy. Khỉ con bắt cá. Trời hôm nay đẹp quá, gió nhẹ êm như ru. Quả xoài này chín rồi, chắc là ngọt phải biết. Cha, cây dừa sai quả quá, mình phải sang đó mới được. Có món nước dừa trong lúc nóng bức thế này thì con gì bằng. Ôi, nước dừa thật ngọt và mát. Đã khát quá. Hồ nước này lắm cá nhỉ. Cha, giá mà mình bắt được vài chú cá để ăn thử nhỉ. Món ấy sẽ thật tuyệt cho mà xem. Lũ cá thật khôn ngoan. Mình cứ đến gần là chúng đã bơi ra xa. Chúng đâu có đứng yên một chỗ cho mình bắt đâu. Hồ nước này tuy xa một chút nhưng chắc có rất nhiều cá. Vậy thì tốt quá. Ồ, hay nhỉ. Không biết họ làm gì với cái lưới nhỉ. Nặng quá. Chắc là nhiều cá lắm đi. Chà, phải công nhận hồ nước này nhiều cá quá. Đúng là không bỏ công đi xa. Cảnh ở đây cũng thật đẹp. Vừa bắt cá vừa ngắm cảnh. Thật không gì thú vị bằng. Lưới nặng quá, cố lên. Chà, cá tươi ngon quá.
Hôm nay chúng ta kéo được mẻ cá lớn rồi. Thật tuyệt vời. Chà, cái hồ nước này thật là tuyệt quá. Nó sẽ giúp chúng ta không còn đói nữa. Thôi, thu hoạch ngày hôm nay như thế là đủ rồi. Chúng ta về thôi. Chà, hai người này bắt được nhiều cá quá. Cũng đơn giản thôi mà. Chỉ cần có cái lưới kia, chắc chắn ta sẽ bắt được rất nhiều cá cho mà xem. Tấm lưới đánh cá đây rồi. Mình phải tìm cách lấy về mới được. Chỉ cần có tấm lưới này thì mình sẽ bắt được rất nhiều cá cho mà xem. Đi thôi. Một đầu lưới buộc vào cái cây này. Được rồi, giờ thì thả phần lưới này xuống nước. Ôi, ôi, cứu, cứu với, có ai không? Chân mình bị vướng vào lưới, làm thế nào bây giờ? Làm ơn cứu tôi với. Hóa ra là chú khỉ này đang trộm tấm lưới của chúng ta. Chú khỉ con gặp rắc rối với tấm lưới này rồi. Mau kéo chú khỉ lên thôi. Thôi, đi đi. Có rất nhiều cách để bắt cá lắm đấy, chú khỉ con à. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, làm việc gì cũng cần phải học trước rồi hãy thử nhé. Cứ thấy người khác làm rồi bắt chước thì khó thành công lắm đấy. Đúng là do sơ suất của mình, chưa tìm hiểu mọi việc rõ ràng, mình đã nghĩ nó đơn giản. May mà lần này còn có người cứu, nếu không thì không biết sự việc sẽ ra sao. Thôi, mình không thông thạo bắt cá, từ nay mình chỉ hái quả ăn thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!